gonna put me down. But they don't know the things you do to me or the way they make me feel inside, girl. Yes, we love just keeps me, girl, it keeps me satisfied. Yeah. Ở Mỹ anh Huy bao lâu rồi nhỉ? Chung tính cách của anh Bi á thì anh rất là gần gũi vui vẻ với anh em. Trong công việc á anh Bi rất là rõ ràng, giờ giấc đâu đó đàng hoàng. Đối với nhân viên mới á, anh Bi cũng tận tình giúp đỡ anh em lắm. Nói chung là ai cũng mến, thợ cũ hay người thợ mới gì ai cũng rất là mến anh. Nói chung là ảnh dễ gần gũi. Bây giờ nói gần cũng có nhiều cái nói mà mình thích nhất á, không rất là lo lắng cho mẹ, nhiều khi cũng chỉ cả cách sống nữa. Lúc đầu mình vào tiệm mình ngơ ngác lắm, mình cũng không biết. Nói chung là tay nghề rất là kém, nhưng mà nhờ cái chị bảo mấy năm trời làm được lâu cũng chắc là 4-5 năm rồi. Mà hai anh em thân thiết về công việc thôi.